Hiện số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình quản lý là 151.561 người. Trong đó, tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là 8.457 người, tăng 118 người so với cuối năm 2021, đạt 94,6% so với kế hoạch giao năm 2022. Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có 6.800 người, đạt gần 86% so với kế hoạch giao năm 2022. Tham gia bảo hiểm thất nghiệp 7.449 người, tăng 117 người so với cuối năm 2021, đạt gần 94% so với kế hoạch giao năm 2022. Số lượng tham gia bảo hiểm y tế là 151.561 người, tăng 839 người so với cuối năm 2021. Cùng với đó, công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện cũng được triển khai đồng bộ từ trạm y tế tuyến xã đến bệnh viện tuyến huyện để phục vụ người bệnh bảo hiểm y tế. 100% trạm y tế tuyến xã thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế. Bệnh viện huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Những bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện hầu hết đều có thẻ bảo hiểm y tế, được quỹ bảo hiểm y tế chi trả, nên tâm lý người bệnh có phần yên tâm hơn. Thì mặc dù gia đình tôi là thu nhập là buôn bán nhỏ, nhưng mà tôi thấy lợi ích thiết thực của bảo hiểm y tế, cho nên là cùng với gia đình tôi đã tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Và từ khi tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình thì tôi thấy rằng là trong cái rủi nó có cái may. Bản thân tôi phải điều trị bệnh hàng tháng, có thẻ bảo hiểm y tế đã đỡ dần cho tôi một phần gánh nặng trong kinh tế. Tôi vào bệnh viện là có bảo hiểm này, là trả 80%. Tôi là bị bệnh tiểu đường, cho nên tôi phải mua bảo hiểm y tế để vào bệnh viện thường xuyên để yên tâm. Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình tăng cường tuyên truyền và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân. Tỉnh Quảng Bình phấn đấu năm 2022, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 91,75%, năm 2023 là 92,5%, năm 2024 đạt 93,75% và đến năm 2025 đạt 95%. Chính sách bảo hiểm y tế đối với người bệnh đó là một cái chủ trương đúng, đã góp phần là xóa đói giảm nghèo cũng như an sinh xã hội cho bệnh nhân. Bệnh nhân đã có thẻ bảo hiểm y tế thì được bảo hiểm y tế chi trả là đầy đủ, và bệnh viện cũng là tạo điều kiện thuận lợi nhất để cho bệnh nhân được là hưởng cả cái chế độ theo quy định của nhà nước. Bảo hiểm y tế có những cái chuyên đề về cảnh báo cho bệnh viện, và bệnh viện cũng đã là kịp thời họp để mà chấn chỉnh những cái cảnh báo đó để là thanh toán cái bảo hiểm y tế cho bệnh nhân được là đầy đủ hơn và kịp thời theo đúng quy định của nhà nước. Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình đã triển khai đồng bộ các giải pháp như đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng tới các đối tượng trước đây được hưởng ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng 100%, nay các chế độ đó người dân phải chi trả. Cùng với đó là tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân tỉnh để có cái mức hỗ trợ bảo hiểm y tế cho các đối tượng. Trong những tháng cuối năm 2022, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình nói riêng và Bảo hiểm xã hội Việt Nam nói chung sẽ tiếp tục tập trung thực hiện những nhiệm vụ công tác trọng tâm, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch của năm 2022, tập trung thực hiện công tác thu, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Trong đó, chú trọng tiếp tục kiện toàn hệ thống đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, mở rộng việc thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị chức năng xác định số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, triệt để khai thác các doanh nghiệp đã đăng ký với cơ quan chủ quản nhưng chưa tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn. Cơ quan bảo hiểm xã hội các tỉnh sẽ phối hợp với bệnh viện đa khoa, phòng y tế, trung tâm y tế và các trạm y tế xã, thị trấn nhằm tăng cường chất lượng khám chữa bệnh, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền luật bảo hiểm xã hội, luật bảo hiểm y tế sửa đổi và những chính sách mới có hiệu lực thi hành. Triển khai việc khai thác mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội trong các đơn vị ngoài quốc doanh, khối hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, phối hợp tốt với bưu điện huyện, hội nông dân và hội phụ nữ huyện, chỉ đạo mạng lưới đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch, tiếp tục đôn đốc thu những đơn vị chậm nộp nợ đọng lớn trong kỳ, tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, trong đó việc đôn đốc, kiểm tra giám sát và thu nợ các đơn vị nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế dây dưa kéo dài, đồng thời kiến nghị lên các cơ quan chức năng để xử theo quy định. Cùng với đó, phối hợp tốt với Liên đoàn Lao động và các ngành liên quan trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với những người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp.